Thì với cái dạng bài tập số 1 này, so sánh tính bay của ôm ai, các bạn cần lưu ý thầy một số cái vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất đó là gì? Đó là ta sẽ có là các cái so sánh dựa vào gốc R nhá. Đầu tiên là so sánh dựa vào bậc. Bậc thứ nhất, ưu tiên thứ nhất là bậc. Thì ta luôn luôn có là bậc 2 thì tính bay lớn hơn bậc 1. Được chưa? Ví dụ như là CH3 thì tính bay lúc nào cũng lớn hơn CH2H5NH2. Đấy, đây là bậc 2 thì lớn bậc 1. Được không ạ? Ưu tiên số 2 sau ưu tiên số 1 là theo gốc. Thì ta sẽ có là gốc càng đẩy E thì tính bay càng mạnh. Càng đẩy E thì tính bay càng mạnh. Bay càng mạnh. Thầy lấy ví dụ nhá, thầy lấy ví dụ để cho chúng ta hiểu là tại sao lại là càng đẩy E thì tính bay lại càng mạnh. C2H5NH2 thì cái gốc hydrocarbon này to hơn, nó đẩy E mạnh hơn thì tính bay nó sẽ mạnh hơn thằng CH3NH2. Được chưa? Đấy. Và cái gốc mà hút E thì tính bay càng yếu. Đấy, thì cái thằng CH3NH2 này nó sẽ mạnh hơn thằng NH3. Và thằng NH3 này nó sẽ mạnh hơn thằng anilin H5NH2. Đấy. Thì thực ra trong quá trình thi ý, thì chúng ta chỉ cần nắm cho thầy cái tụi này thôi nhá. Các em chỉ cần nắm cho thầy cái tụi này thôi là xong. Đơn giản, dễ dàng. Úi. Quá trình thi chúng ta nó đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần nắm cho thầy những cái anh này thôi. Những cái anh mà thầy đã chú ý này này là nó thành nhẹ nhàng nhá. Câu 90 đấy rất là dễ thôi. Thứ tự tăng dần lực bay, thứ tự tăng dần nhá. Vậy anh đứng cuối cùng phải là thằng mà có tính bay mạnh nhất. Vậy trong này thì anh tính bay mạnh nhất là anh B, và anh B phải là anh đứng cuối cùng, đúng không? Thế đứng liền trước anh B là anh NH3, và đứng yếu nhất anh anilin. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Các bạn lưu ý rằng là anilin còn không làm được vào quỳ, đúng không? Vậy ta sẽ có là anilin này yếu nhất là C6H5NH2 là yếu nhất, rồi đến NH3, rồi đến CH3NH2 nhá. Được không ạ? Ok chưa? Dễ dàng nhá. 91 nhá. Cho các chất sau đây tính bay tăng dần theo thứ tự tăng dần nhá. Vậy đứng đầu tiên phải là thằng bay có tính yếu nhất, đúng không? Thằng bay phải là thằng có tính, thằng đầu tiên phải là thằng bay có tính yếu nhất, bởi vì bay tăng dần theo thứ tự mà. Vậy yếu nhất trong này là gì? Anilin là yếu nhất nên thằng số 3 phải đứng đầu tiên. Loại tất cả những thằng không có thằng số 3 đứng đầu tiên. Bây giờ mình có ammonia này, methylamine này, anilin này, dimethylamine này. Thì cái thằng dimethylamine này nó phải là thằng mạnh nhất, bởi vì nó là amine bậc 2. Vậy là thằng số 4 phải thằng đứng cuối cùng, thằng số 3 đứng đầu tiên. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án C. Ok chưa các em? Rất là dễ dàng rồi. Cuộc sống nó chưa bao giờ dễ thở như vậy nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C.